năm con giáp tỏa sáng trong sự nghiệp, được quý nhân trợ giúp trong năm 2025. Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm đầy may mắn với năm con giáp đặc biệt. Họ không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp mà còn được quý nhân phù trợ, cuộc sống trở nên viên mãn hơn. Bạn có tò mò muốn biết ai sẽ là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sự nghiệp trong năm 2025? Năm con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Một Tuổi ngọ trong năm 2025, người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ có một năm đầy màu sắc và thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Với bản chất mê tự do và không ngại đối mặt với những thách thức mới, họ sẽ tận hưởng niềm vui khi khám phá những lĩnh vực mới và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mà năm 2025 mang đến. Điểm mạnh về sự linh hoạt và tư duy nhanh nhạy giúp họ trở thành nhân tố nổi bật trong môi trường làm việc, từ đó có khả năng tham gia vào các dự án lớn và nắm giữ vai trò quan trọng. Trên phương diện tài chính, với sự nghiệp phát triển ổn định, thu nhập của người tuổi Ngọ dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Không chỉ giỏi trong việc tạo ra thu nhập chính thông qua công việc, họ còn sở hữu tầm nhìn đầu tư sắc bén, cho phép họ nhận diện và tận dụng những cơ hội đầu tư sinh lời mà không phải ai cũng thấy được. Sự mạnh dạn và khả năng đánh giá tình hình tài chính có thể mang đến những bước tiến vượt bậc cho tài sản của họ. Người tuổi Ngọ cần tiếp tục phát huy khả năng thích ứng và sự dũng cảm của mình để không chỉ đạt được mục tiêu ngắn hạn mà còn phấn đấu vì những thành công lâu dài. Họ cũng nên duy trì một tinh thần học hỏi và phát triển bản thân bởi vì sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, công nghệ đòi hỏi một sự linh hoạt liên tục và sẵn lòng nâng cấp kỹ năng. Năm 2025 sẽ là năm để người tuổi Ngọ tỏa sáng và thực hiện những bước tiến quan trọng. Với niềm tin vào bản thân và sự quyết tâm, họ sẽ có thể gặt hái thành công trong cả sự nghiệp và tài chính. Hai, tuổi Thìn. Năm 2025, người tuổi Thìn sẽ bước vào một thời kỳ vàng son của sự may mắn và quyền lực. Sự ưu ái của thần tài sẽ mang lại cho họ một chuỗi vận may không ngừng, đưa họ lên đến đỉnh cao của thành công và thịnh vượng. Dù là doanh nhân cần tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô doanh nghiệp hay công nhân trong lĩnh vực sản xuất mong muốn cải thiện năng suất và thu nhập, tuổi thìn đều sẽ có cơ hội nhìn thấy và tận dụng các cơ hội hiếm có. Thành tựu về mặt sự nghiệp sẽ chấp cánh cho vận may tài chính, khiến nguồn tài chính của người tuổi thìn tăng trưởng mạnh mẽ. Việc đầu tư thông minh, quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tài lộc không chỉ đến từ những quyết định đúng đắn mà còn từ việc áp dụng chiến lược hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn và khai thác những cơ hội mới. Năm Tỵ sẽ là một năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của người tuổi Thìn. Họ cần phải sẵn sàng cho những thay đổi lớn, luôn tự cải thiện và không ngừng học hỏi để nắm bắt triệt để mọi cơ hội. Sự nghiệp thăng hoa sẽ dẫn đến sự gia tăng của nguồn tài chính và người tuổi Thìn cần phải sáng suốt trong việc quản lý tài sản này. Tóm lại, với sự may mắn và quyền lực trong bản mệnh, người tuổi Thìn sẽ có một năm 2025 tràn đầy cơ hội và thành công rực rỡ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế sẵn sàng cho sự thay đổi sẽ là chìa khóa giúp họ chinh phục mọi mục tiêu đã đề ra và đạt được sự thịnh vượng về mọi mặt. Ba, tuổi Tỵ, năm 2025 sẽ là một năm tràn đầy cơ hội và may mắn về tài chính cho người tuổi Tỵ. Những người sinh năm Tỵ sẽ thấy rằng khả năng kiếm tiền và cơ hội nghề nghiệp của họ nhiều lên đáng kể, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng chấp lấy cơ hội và đưa ra quyết định thông minh. Trong sự nghiệp, người tuổi Tỵ sẽ bước từng bước thăng tiến, nhưng mỗi bước tiến đều cần được tính toán cẩn trọng và chú đáo. Sự thăng tiến trong công việc sẽ không diễn ra một cách tự nhiên, nó đòi hỏi sự chăm chỉ, lòng kiên nhẫn và không kém phần quan trọng là sự nhạy bén trong việc nhận diện cơ hội. Người tuổi Tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với những thách thức và nắm bắt những cơ hội phát triển nghề nghiệp khi chúng xuất hiện. Đồng thời, việc đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc học hỏi và phát triển kỹ năng sẽ vô cùng quan trọng để nâng cao khả năng chuyên môn và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường làm việc ngày càng đòi hỏi cao. Tài chính là một khía cạnh không thể bỏ qua trong quá trình phấn đấu vì thành công. Người tuổi Tỵ cần phải làm chủ kỹ năng quản lý tài chính cá nhân để đảm bảo rằng lợi nhuận được tối đa hóa và rủi ro được giảm thiểu. Điều này không chỉ giúp họ tận dụng tốt nhất những cơ hội về mặt tài chính mà còn giúp họ duy trì sự ổn định lâu dài. Trong năm 2025, người tuổi Tỵ cũng cần phải chú trọng đến việc duy trì một thái độ lành mạnh và lạc quan, bởi sự tích cực có thể thu hút thêm may mắn và cơ hội. Mối quan hệ xã hội cũng là chìa khóa thành công khi mà sự hỗ trợ và sự hợp tác từ người khác có thể mở ra những cánh cửa mới. Cuối cùng, sự tự tin trong việc đưa ra quyết định và sẵn sàng đối mặt với thất bại như những bài học quý báu sẽ là những phẩm chất cần thiết cho một năm đầy thắng lợi và phát triển của người tuổi Tỵ, 4 tuổi Tý. Trong năm 2025, những người tuổi Tý sẽ có một bước tiến lớn trong sự nghiệp cũng như về mặt tài chính. Với sự giúp đỡ của các vì sao may mắn, cộng thêm vào đó là khả năng phân tích, tư duy kinh doanh của họ sẽ được nâng cao khiến họ trở nên linh hoạt và sáng suốt hơn trong mọi quyết định đặc biệt những người tuổi tý làm việc trong ngành công nghệ và internet sẽ thấy rằng họ có khả năng hiểu sâu sắc về các xu hướng mới và biến chúng thành cơ hội lớn cho sự phát triển của bản thân và doanh nghiệp với tốc độ phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này những người tuổi tý sẽ phát hiện ra rằng họ có thể đạt được mức tăng trưởng tài sản nhanh chóng đầu tư thông minh và chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ là chìa khóa giúp họ tận dụng tối đa những ưu thế mà vận mệnh đã mang lại Tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội, không chỉ trong khu vực của mình mà còn mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu, nơi mà sự đổi mới không ngừng là yếu tố quyết định thành công. Năm 2025 sẽ cung cấp môi trường lý tưởng cho việc phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược của những người tuổi Tý, giúp họ không chỉ đạt được mục tiêu ngắn hạn mà còn xây dựng nên nền tảng vững chắc cho tương lai. Tóm lại, sự kết hợp giữa tài năng tự nhiên, sự giúp đỡ từ các yếu tố phong thủy và một thị trường đầy hứa hẹn sẽ làm nên một năm đầy thành công và giàu có cho người tuổi Tý trong năm 2025. Họ chỉ cần giữ vững niềm tin, tiếp tục theo đuổi đam mê và không ngừng nỗ lực, thành công sẽ đến. Năm tuổi Sửu, năm 2025 sẽ là một năm quan trọng đối với người tuổi Sửu khi họ sẽ bắt gặp nhiều cơ hội tốt để mở rộng sự nghiệp và tăng cường tài chính của mình. Dự báo cho thấy họ sẽ có vận may tài chính ổn định với nhiều khả năng đầu tư sinh lời, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp liên quan đến kinh tế thực thụ. Khi nền kinh tế chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và ngành công nghiệp đang trong giai đoạn chuyển mình, người tuổi Sửu cần phải giữ vững tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng đưa ra những quyết định quan trọng để có thể nắm bắt được những cơ hội đó. Người tuổi Sửu phải chuẩn bị và điều chỉnh liên tục kế hoạch nghề nghiệp của mình, không ngừng học hỏi và phát triển các kỹ năng mới. Việc thích ứng nhanh chóng với môi trường kinh doanh thay đổi liên tục sẽ là chìa khóa thành công và giúp họ tiến xa hơn trong con đường sự nghiệp. Năm 2025 cũng sẽ là thời điểm thích hợp cho người tuổi Sửu để mạnh dạn đầu tư vào những ý tưởng mới mẻ và các dự án có tiềm năng. Sự cẩn trọng và khôn ngoan trong quản lý tài chính sẽ giúp họ tránh được những rủi ro không đáng có và tối ưu hóa lợi nhuận từ những quyết định đầu tư. Cuối cùng, thái độ làm việc chăm chỉ, sự kiên nhẫn và khả năng lãnh đạo mẫn cán sẽ đưa người tuổi Sửu đến với những thành tựu đáng kể trong năm 2025. Thông tin mang tính chuyên nghiệp